Đánh giá sơ bộ về kết quả đợt 1 của kỳ họp thứ 2, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, đợt họp lần này đã đảm bảo chất lượng nội dung và tiến độ theo yêu cầu đặt ra. 11 ngày họp của đợt họp trực tuyến đã thực hiện tốt các nội dung. Kỷ cương lập pháp đã được tăng cường hơn và các cơ quan chuẩn bị soạn thảo cơ bản đảm bảo được tiến độ, thời gian và chất lượng các dự thảo luật cũng như các đề án trình Quốc hội. Vì thế, các cơ quan thẩm tra cũng có thời gian thẩm tra kỹ lưỡng các báo cáo của các cơ quan trình. Báo cáo thẩm tra được trình bày ngắn gọn, xúc tích, dành thời gian để đại biểu Quốc hội thảo luận. Cái công tác điều hành của đoàn chủ tịch cũng rất là xúc tích, ngắn gọn và linh hoạt. Thậm chí có những nội dung mà có ý kiến khác nhau thì đồng chí chủ tịch Quốc hội, các đồng chí phó chủ tịch Quốc hội cũng cùng với cái cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra trao đổi bên ngoài sau cái giờ làm việc chính thức để có cái thời gian lật đi lật lại vấn đề, xem xét đi đến tận cùng của vấn đề để trên cơ sở đó thì chúng ta quyết định nó chính xác hơn. Thế rồi cái công tác, cái chương trình của kỳ họp thì cũng được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, sắp xếp rất là khoa học, tận dụng tối đa cái thời gian để chúng ta có thể đóng góp vào các cái dự án trình với kỳ họp. Đặc biệt tại kỳ họp này, công tác thư ký tổng hợp đã được tổ chức triển khai khoa học, góp phần không nhỏ vào việc rút ngắn thời gian cũng như nâng cao chất lượng các dự án luật, các dự thảo nghị quyết để trình Quốc hội thông qua. Tổng thư ký Quốc hội, các phó tổng thư ký rồi các ủy viên ban thư ký làm việc không quản ngày đêm. Ví dụ như sáng đại biểu thảo luận thì chiều phải có cái báo cáo tổng hợp ngay. Chiều thảo luận thì sáng sau phải có báo cáo tổng hợp ý kiến. Và trên cơ sở cái báo cáo tổng hợp ý kiến ấy thì các cơ quan soạn thảo có cái tiếp thu giải trình bước đầu. Và như vậy thì ghi ra hội trường là những ý kiến mà đã phát biểu tại tổ thì đã được tiếp thu giải trình hợp lý, đại biểu không phát biểu lại nữa. Mặc dù các phiên thảo luận tại đợt 1 của kỳ họp thứ 2 diễn ra theo hình thức trực tuyến, tuy nhiên không khí thảo luận đã diễn ra sôi nổi. Dù đó là họp tổ hay là họp trực tuyến tại hội trường, không đơn thuần chỉ nhặt những hạt sạn về câu chữ, đại biểu còn phân tích, trao đổi, tranh luận, lập luận sắc bén, bổ sung thêm nhiều thông tin phong phú, có chiều sâu vào các dự án luật. Những ý kiến đa chiều sâu sắc đó đã giúp các đại biểu khác có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề và giúp cơ quan soạn thảo thẩm tra hoàn thiện, chỉnh lý dự thảo luật tốt hơn, đảm bảo sớm có luật điều chỉnh những vấn đề cuộc sống đang đòi hỏi. Kính thưa chủ tọa phiên họp.